Kính chào quý vị khán thính giả, chúng tôi là Đỗ Hiếu, người giới thiệu chương trình Trang sử Việt Nam Quốc dân Đảng, lịch sử đấu tranh cận đại 1927-1954, Việt Nam Quốc dân Đảng do Việt dân Hoàng Văn Đào biên khảo. Đây là chương trình phát thanh hàng tuần trên YouTube và Facebook vào lúc 7 giờ sáng Chủ nhật giờ Washington Đúng. Kính thưa quý vị, đến với buổi phát thanh hôm nay, Chủ nhật 12 tháng 9 2021, gồm có các nội dung như sau. Chương 3 và chương 4, thiện thứ 3. Để mở đầu, Đỗ Hiếu kính mời quý vị theo dõi phần đầu chương 3, lịch sử Việt Nam bước vào khúc quẹo, Cộng sản Việt Nam đoạt chính quyền, qua giọng đọc của Thành Trang. Lịch sử Việt Nam bước vào khúc quẹo, Cộng sản Việt Nam đoạt chính quyền. Theo dõi đài phát thanh ngoại quốc, tin Nhật Bản sửa soạn đầu hàng đồng minh được loan truyền đi rất nhanh chóng. Trong khi ấy thì các ông Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp cùng hầu hết cán bộ cao cấp trong mặt trận Việt Minh đều có mặt ở Tân Trào, Tuyên Quang họp hội nghị. Khi nhận được tin Nhật Bản sắp đầu hàng đồng minh, hội nghị họp gấp để bế mạc. Đại biểu dân chủ đảng ra về, các cán bộ cộng sản được mật lệnh ở lại họp phiên riêng để nhận huấn lệnh đặc biệt trong việc đối phó với các phần tử dân chủ đảng, các đảng phái quốc gia và các nhóm nhân dân tự động, để ngầm nắm trọn chính quyền nhân dân về tay Đông Dương Cộng sản Đảng. Trần Đình Long, một cán bộ cộng sản thâm niên có mặt ở Hà Nội lúc ấy, tìm Đoàn Xuân Tín, tức Lê Trọng Nghĩa, một trung ủy dân chủ đảng, thành lập ngay Ủy ban Dân tộc Giải phóng. Thành phần trong ủy ban đa số là đảng viên dân chủ đảng. Vấn đề cấp tốc đoạt chính quyền được đề ra, một số bàn nên sách động quần chúng. Cuối cùng giải pháp của Đoàn Xuân Tín là thuyết phục Khâm Sai Phan Kế Toại và Phan Anh, Bộ trưởng Bộ Thanh niên hiện có mặt tại Hà Nội, được đa số tán thành. Phan Kế Toại thì đã có con trai là Phan Kế Bảo, một phần tử trong hàng ngũ Việt Minh làm liên lạc. Còn Phan Anh thì đã có người em là Phan Mỹ, đảng viên Đông Dương Cộng sản Đảng làm liên lạc. Tất cả sự kiện liên lạc thuyết phục Phan Kế Toại, Trần Văn Lai, chúng tôi đã trình bày rõ ràng ở một chương trên. Sau 80 năm bị lệ thuộc, dân tộc Việt Nam chỉ thèm khát độc lập và không biết gì đến khuynh hướng chính trị của phe này với nhóm khác. Người dân Việt Nam nghĩ rằng miễn là nước được độc lập, còn đảng nào, phái nào lãnh đạo cuộc tranh đấu giành độc lập hay cầm chính quyền cũng vậy. Cốt là nước Việt Nam của người Việt Nam. Một yếu tố khác, ngót 2 triệu đồng bào chết đói vừa qua, là chết để đem linh hồn thức tỉnh ý chí những kẻ còn sống, phải phục thù rửa hận cho toàn dân. Đó là hoàn cảnh tạo nên cuộc cách mạng âm ỉ trong đầu óc mọi người dân Việt. Khác nào như một kho thuốc nổ, chỉ còn đợi người nào hoặc đoàn thể nào châm ngòi lửa là nổ bùng. Lò thuốc súng đã có người châm, ngòi đã nổ, quần chúng ùa chạy theo Việt Minh Cộng sản. Sáng ngày 19 tháng 8 năm 1945, vào hồi 8 giờ hơn, đoàn cán bộ Việt Minh tất cả chưa tới con số 30 người, với 17 khẩu súng lục, tiến đến nhà hát lớn Hà Nội. Mấy cán bộ linh đọc ngập ngừng những lời hiệu triệu yếu ớt trước máy phóng thanh, với rất đông quần chúng tay cầm lá cờ giấy đỏ sao vàng từ năm cửa ô tiến vào, hợp với số dân chúng thủ đô đã đứng đợi từ sớm. Đến hồi 10 giờ bắt đầu biến cuộc biểu tình thành tuần hành thị uy, tiến về phía Khâm Sai Phủ. Khâm Sai Phủ lúc bấy giờ chỉ còn lại một mình bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ và 50 binh sĩ bảo an. Bác sĩ Chữ cho gọi lấy máy phát thanh để nói chuyện với dân chúng một vài lời, thì được trả lời các máy phát thanh đã cho Việt Minh mượn hết. Bất đắc dĩ phải thân ra tận hàng rào sắt, đứng trong nói ra với dân bên ngoài. Dân chúng yên lặng nghe. Một lát sau, một thanh niên đã từng ra vào Khâm Sai Phủ, nói chuyện với Phan Kế Toại nhiều lần, và cả với bác sĩ Chữ nữa, rút súng chĩa vào bác sĩ Chữ. Trong đại sự phải gác bỏ tình nghĩa riêng tây, tôi yêu cầu ông mở cửa. Thượng cấp các ông nhất định không chịu thay đổi ý định. Vâng. Chỉ tay vào khẩu súng, bác sĩ Chữ nói. Ông hà tất phải dùng thủ đoạn này. Tôi không sợ súng. Tôi buồn cho tương lai nước nhà.
bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ quay vào, ra lệnh cho Bảo An Binh mở cửa, bởi ông nghĩ rằng hạ lệnh cho Bảo An Binh bắn vào dân chúng để giải tán biểu tình. Liệu Bảo An Binh có tuân lệnh không? Nếu Bảo An Binh tuân lệnh, giải tán được cuộc biểu tình hôm nay với vài ba người dân bị thương nhẹ, nặng hoặc tử thương, thì những ngày sau, lòng căm hờn của dân chúng được Việt Minh Cộng sản kích thích, tất sẽ đưa đến những cuộc bạo động này, bạo động khác liên tiếp. Hỏi Bảo An Binh có thể giữ cho được khỏi rơi vào tay Việt Minh Cộng sản không? Mà chính cấp chỉ huy Bảo An Binh Hà Nội đã theo Việt Minh Cộng sản rồi. Sau khi bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ ra lệnh mở cửa cho Việt Minh Cộng sản vào Khâm Sai Phủ, cán bộ Việt Minh Cộng sản liền tước hết khí giới Bảo An Binh rồi cho về trại. Tòa thị chính cũng như trại Bảo An Binh đều mở rộng cửa ra, mời Việt Minh Cộng sản vào. Và sau đó bác sĩ Trần Văn Lai cũng được mời tới Khâm Sai Phủ. Cán bộ Việt Minh Cộng sản mời hai bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ, Trần Văn Lai ra xe hơi đưa qua cầu Long Biên, tiến về một làng quê giam lỏng cả hai người vào một nơi. Cứ thế hết làng này sang làng khác, mỗi làng giam lỏng vài tháng, tất cả đến 5 tháng. Nghĩa là sau ngày bầu xong quốc hội, Việt Minh Cộng sản mới đưa hai bác sĩ về giam ở nhà công an Hà Nội ít ngày, rồi trả tự do. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị theo dõi phần 2 chương 3, phiên thứ 3, Việt Nam Quốc Dân Đảng, mùa 5, do Đào Trường Phúc trình bày. Việt Nam Quốc Dân Đảng, mùa 5. Cướp được chính quyền ở thủ đô Bắc Việt, phong trào lan khắp các tỉnh. Việt Minh địa phương tự động nổi lên, không gặp một sức phản ứng nào. Lính bảo an chạy dài, quan lại đầu hàng, một số bị bắt và bị giết chết. Duy có ba tỉnh, Hà Giang, bị Việt Nam Quốc Dân Đảng chiếm đóng ngay từ sau ngày Nhật Bản đầu hàng đồng minh. Thứ đến là tỉnh Vĩnh Yên, Việt Nam Quốc Dân Đảng cũng đánh chiếm một vài ngày sau khi Cộng sản Việt Minh cướp chính quyền ở thủ đô. Thứ ba là tỉnh Hà Đông. Ngày 17 tháng 8 năm 1945, trong khi các công chức tỉnh Hà Đông đang tập thể dục tại sân vận động thành phố, cán bộ Việt Minh Cộng sản len lỏi đến hô hào biểu tình ủng hộ Việt Minh Cộng sản, nhưng bị giám đốc Bảo An Binh là quản dưỡng ngăn chặn kịp thời, nên cuộc vận động của Việt Minh Cộng sản không thành. Sang ngày 18, quản dưỡng cho mổ bò thết tiệc các binh sĩ dưới quyền, rồi ra lệnh thiết quân luật, niêm yết cáo thị trước trại Bảo An Binh, bố trí canh phòng cẩn mật. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, Việt Minh Cộng sản đã đoạt được chính quyền ở Hà Nội. Kim Giang là một cán bộ Việt Minh dẫn một số đông đồng chí đến tỉnh Hà Đông, uy hiếp Tổng đốc Hồ Đắc Điểm thành lập Ủy ban Cách mạng do Kim Giang làm chủ tịch. Hồ Đắc Điểm rút lui, lãnh công tác xã hội, đốc thúc việc hộ đê. Hà Đông bị vỡ đê, nước tràn ngập vào thành phố. Kim Giang phái cán bộ vận động quần chúng kéo đến trại Bảo An Binh, xô nhau tiến vào, không thèm đếm xỉa đến quản dưỡng. Quản dưỡng ra lệnh bắn. Kết cục dân chúng bị thương, chết hàng mấy chục người, số còn lại đều bị bắt giam trong trại Bảo An Binh, cho mãi đến buổi chiều ngày hôm sau mới được thả ra. Sang ngày 21, quản dưỡng được tin Việt Minh Cộng sản đã đoạt được chính quyền ở nhiều tỉnh. Quản dưỡng đã lâm vào cô thế, tiếp tế, khí giới cũng như lương thực đều không trông cậy vào nơi đâu. Không thể nào chống giữ một cách lâu dài được, quản dưỡng bèn lặng lẽ rút lui trên một chiếc xe hơi của quân đội Nhật Bản,
định rời khỏi tỉnh Hà Đông. Không may, bị Việt Minh Cộng sản chặn lại, bắt được, đem tống giam. Cách 2 tuần sau, đem ra xử trước tòa án nhân dân theo kiểu Việt Minh Cộng sản. Quản dưỡng bị kết án tử hình và bản án ấy được thi hành ngay buổi sáng ngày hôm sau tại sân trại Bảo An Binh. Trước khi trút linh hồn, quản dưỡng đã hô to: Việt Nam muôn năm, Việt Nam Quốc dân Đảng muôn năm. Khủng bố, giam cầm và thủ tiêu. Tin tức được loan truyền rất mau lẹ. Cộng sản Việt Nam đã đoạt được chính quyền. Tờ báo Tin Mới được xung công tức khắc, dùng làm guồng máy tuyên truyền ầm ĩ cho mặt trận Việt Minh. Chính quyền địa phương của Việt Minh tự động vu cho người này là Việt gian, vu cho kẻ kia là phản động, ác bá, cường hào, bắt giam và thủ tiêu không biết bao nhiêu mà kể. Mà ủy ban hành chính địa phương lúc bấy giờ hầu hết là những phần tử bất hảo nổi lên vì tư thù, cũng gán ngay cho là tội phản động, là cường hào ác bá, tịch thu tài sản. Tại Hà Nội, ngay buổi tối ngày 19 tháng 8 năm 1945, cán bộ Cộng sản kéo đến vây số nhà 23 phố Cửa Nam là trụ sở của Việt Nam Quốc dân Đảng, bắt 8 người. Trong số đó có Phạm Văn Hệ, Nguyễn Đăng Đoá, Nguyễn Phi Bằng và Nguyễn Văn Tố là những ủy viên trong ban chấp hành tổng bộ nằm trong vòng bí mật của Việt Nam Quốc dân Đảng. Trong mãi tới sáng ngày hôm sau, Nguyễn Văn Chấn đến can thiệp với Khuất Duy Tiến, các người trên vừa nói đó, mới được thả ra. Các lãnh tụ cũng như một số cán bộ, những người mà Cộng sản biết rõ tung tích, đều phải lẩn tránh hết. Để khủng bố tinh thần các đảng phái cách mạng quốc gia, sau 11 ngày cướp được chính quyền, Việt Minh Cộng sản ra lệnh cho công an bắt cóc Nguyễn Thế Nghiệp và vợ chồng Nguyễn Ngọc Sơn. Việt Minh Cộng sản đưa Nguyễn Thế Nghiệp và Nguyễn Ngọc Sơn lên giam tại đình làng Đông Ngạc, tức làng Vẽ. Rồi cách ít ngày sau, đem thủ tiêu vào buổi sớm tháng 9 năm 1945 tại gành sông làng Chèm, tức là làng Thụy Phương, cách Hà Nội độ 10 cây số. Còn vợ Nguyễn Ngọc Sơn là Lê Thị Thăng thì bị đưa đi giam tại Thái Nguyên. Đào Chu Khải cũng bị Việt Minh Cộng sản bắt trên một căn lầu tại một ngôi nhà ở phố Rô Lăng, Hà Nội, đưa lên Tứ Tổng, hành hạ và đánh đập rất tàn nhẫn, rồi thủ tiêu ở đây. Về phía biên giới Việt Hoa, Hồ Chí Minh ra lệnh cho đàn em là những phần tử Cộng sản trung thành với chủ nghĩa trăng lưới, sắt suốt một khoảng đường dài biên giới. Do Dương Hoài Nam, Bùi Ngọc Thanh chỉ huy, bắt hết những anh em cách mạng, những đồng chí của Hồ Chí Minh trong tổ chức Việt Nam Cách mạng Đồng Minh Hội từ Côn Minh, Quảng Châu, Liễu Châu trở về nước. Người nào chịu theo, tức là đầu hàng Cộng sản, thì được đưa về Hà Nội tùy tài sử dụng, như Bùi Văn Hạch, Trần Ngọc Tuân, Trần Ngọc, Trần Đức Chỉnh và hàng trăm thanh niên cán bộ Việt Nam Quốc dân Đảng và Việt Nam Phục Quốc Đồng Minh Hội. Còn người nào không chịu theo thì tức thời Cộng sản dùng áp lực quân sự dẫn vào trong rừng thủ tiêu. Nguyễn Thế Nghiệp bị Cộng sản Việt Minh thủ tiêu ở làng Thụy Phương, cách Hà Nội độ 10 cây số vào buổi sáng tháng 9 năm 1945. Nguyễn Thế Nghiệp nguyên quán tại làng Đồng Tu, huyện Duyên Hà, tỉnh Thái Bình.
là con của Nguyễn Thế Quảng, chánh quản trong quân đội viễn chinh Pháp. Nguyễn Thế Nghiệp là người rất thông minh, gan dạ. 18 tuổi đã thi đậu bằng diplom, được bổ vào ngạch thư ký tòa sứ năm 20 tuổi, nhưng rời bỏ chức vị cùng mấy bạn trẻ là Lê Văn Phúc, Hoàng Văn Tùng trốn sang Trung Hoa. Tới Móng Cái bị mật thám Pháp bắt lại giam, rồi đưa ra tòa kết tội án mỗi người 6 tháng tù treo. Cuối năm 1927, Nguyễn Thế Nghiệp là sáng lập viên Việt Nam Quốc Dân Đảng. Năm 1929, bị mật thám bắt, khi ấy giữ nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương. Ngày 2 tháng 7 năm 1929, Hội đồng đề hình kết án Nguyễn Thế Nghiệp 10 năm cấm cố lưu đày. Đầu tháng 8 năm 1929, trong giờ phút phát vãng, Nguyễn Thế Nghiệp được Brit thả ra để đi cộng tác bắt Nguyễn Thái Học và Nguyễn Khắc Nhu. Trái lại, sau khi nắm được giấy tờ và tiền bạc của Pháp, Nguyễn Thế Nghiệp đi thẳng lên Lào Cai nhờ một đồng chí là Nguyễn Kim Ngữ mang thẳng sang Vân Nam, Trung Hoa, tổ chức kiều bào tại đấy thành lập Hải Ngoại Bộ Việt Nam Quốc Dân Đảng. Năm 1934, Nguyễn Thế Nghiệp bị cảnh sát Pháp bắt ở Tô Giới, Thượng Hải. Năm 1936, mặt trận bình dân Pháp lên nắm chính quyền, Nguyễn Thế Nghiệp được trả tự do, trở về nước, lại bắt đầu hoạt động. Bị dồn vào thế cộng sản, Trần Ngọc Tuân, một cán bộ cao cấp Việt Nam Quốc Dân Đảng, đổi tên là Trần Xuân Sinh, được Tổng bộ Việt Minh cử làm chủ bút tờ báo Cứu Quốc để chuyên môn tuyên truyền bôi nhọ Việt Nam Quốc Dân Đảng. Bùi Văn Hạch cũng là một cán bộ cao cấp Việt Nam Quốc Dân Đảng, đổi tên là Bùi Đức Minh. Tổng bộ Việt Minh cử làm Tổng Giám đốc Công an Hà Nội, đã tra khảo các đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng mà mới cách ít ngày trước những người ấy đều là đồng chí của Bùi Văn Hạch. Hàng trăm thanh niên cán bộ, đảng viên, một số được Tổng bộ Việt Minh cử làm huấn luyện viên các trường quân sự, công binh xưởng, vân vân. Chế độ quân chủ cáo chung. Ngày 21 tháng 8 năm 1945, cán bộ cộng sản tại Việt Nam thúc đẩy một số sinh viên đại học cùng một số trí thức chính trị xu thời ở Hà Nội triệu tập một cuộc họp tại trú khu sinh viên đại học, thảo kiến nghị gửi vào Huế, yêu cầu Hoàng đế Bảo Đại vì quốc gia dân tộc mà thoái vị. Tiếp theo, lại một số điện văn từ Hà Nội đánh vào Huế, thúc giục nhà vua. Tại Kinh Đô Huế, từ ngày 20 tháng 8, đã thấy một số thanh niên đi căng biểu ngữ và dán bích chương cùng đường, hô hào dân chúng biểu tình để lập ủy ban cách mạng. Trước hành động như vậy mà triều đình chẳng có một phản ứng nào. Triều đình Huế chỉ còn trơ lại có Hoàng đế Bảo Đại. Từ thủ tướng đến bộ trưởng đã rút lui mỗi người đi mỗi nơi. Bởi vì cộng sản cho kẻ phao đồn đến tai các vị bộ trưởng là cộng sản được các quốc gia đồng minh ủng hộ, có đủ tàu bay, xe tăng, thiết giáp và súng đạn rất nhiều. Đến triều đình dù có chống lại cũng bằng vô ích. Hơn nữa, triều đình là do quân đội Nhật Bản tạo nên, mà Nhật Bản lúc bấy giờ là kẻ thù của đồng minh. Giữa khi ấy, vị tư lệnh quân đội Nhật Bản ở Huế vào yết kiến Hoàng đế Bảo Đại, tự hiến giúp nhà vua quét sạch cộng sản một cách mau lẹ, không khó khăn gì. Vì lực lượng cộng sản ngay ở thủ đô Hà Nội cũng chẳng có gì là đáng kể, huống hồ là ở các tỉnh lẻ, và nhất là ở Trung và Nam Việt lúc đó, thì hoàn toàn vẫn còn hoàn ảnh hưởng của nhà vua.
Bởi ngồi trong điện ngọc lầu vàng, nên vua Bảo Đại chẳng hiểu tình thế xã hội ra sao. Hơn nữa triều thần thì đã bỏ đi hết, không còn biết hỏi ý kiến ai. Với thế cô lập, nhà vua không chấp thuận đề nghị của tư lệnh Nhật Bản để tránh một cuộc nội chiến đi tới huynh đệ tương tàn. Ngày 22 tháng 8, Hoàng đế Bảo Đại đánh điện tín mời đại biểu Cộng sản Việt Nam vào Huế để thành lập nội các, thay thế cho nội các Trần Trọng Kim. Cộng sản phúc đáp từ chối. Cùng ngày hôm ấy, nhiều thanh niên đã kéo đến chiếm giữ các công sở tại Thần Kinh mà không gặp một sức phản ứng nào. Ngày 24 tháng 8, Hoàng đế Bảo Đại chuẩn y lời yêu cầu của Ủy ban Cách mạng Hà Nội, vui lòng thoái vị xuống làm công dân một nước độc lập. Điềm chẳng lành mà cờ quẻ ly của nội các Trần Trọng Kim đã báo hiệu, nếu tin là có, đến đây đã thấy chứng thực. Quẻ ly ba vạch, hai liền, một đứt là hình quẻ ly trong kinh dịch. Nhất âm lệ ư nhị dương chi gian. Hình quẻ ly giống chữ vương, khác là ở chỗ chữ vương có nét sổ. Ở quẻ ly nét sổ lại trống không, tức là vua không xương sống, lấy gì mà chống đỡ cho nền quân chủ. Không những quốc dân đã xa triều đình, cả đến các nơi chính quyền, khắp các chính giới, các ngành chuyên môn thuộc triều đình, lại ngay quân đội của triều đình, không nơi nào thấy một cột nhỏ có thể dựng được. Ngày 25 tháng 8, tại Ngọ Môn Đài của Kinh Đô Huế, vị hoàng đế cuối cùng của triều Nguyễn đã ban chiếu thoái vị và trịnh trọng trao quốc ấn cùng bảo kiếm biểu hiệu ngai vàng cho đại biểu Ủy ban Cách mạng là Trần Huy Liệu và Cù Huy Cận, rồi tiếp nhận huy hiệu người công dân thứ nhất của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và lấy tên là Công dân Vĩnh Thụy. Ngày 29 tháng 8, trong một bản tuyên ngôn gửi các quốc gia trên thế giới, vua Bảo Đại tuyên bố: tôi đã thoái vị và hân hạnh được làm công dân của một quốc gia độc lập. Và dưới đây là nguyên văn bài chiếu thoái vị. Ngày 25 tháng 8 năm 1945, hạnh phúc của dân Việt Nam, độc lập của nước Việt Nam. Muốn đạt mục đích ấy, trẫm đã tuyên bố sẵn sàng hy sinh tất cả mọi phương diện. Và cũng vì mục đích ấy nên trẫm muốn sự hy sinh của trẫm phải bổ ích cho Tổ quốc. Xét thấy điều bổ ích nhất cho Tổ quốc lúc này là sự đoàn kết toàn thể quốc dân, trẫm đã tuyên bố ngày 22 tháng 8 vừa rồi rằng trong giờ phút nghiêm trọng này, đoàn kết là sống mà chia rẽ là chết. Nay thấy nhiệt vọng dân chủ của quốc dân Bắc Bộ lên cao quá, nếu trẫm cứ ngồi yên mà đợi quốc hội thì không thể nào tránh khỏi nạn Nam Bắc phân tranh. Đã thống khổ cho quốc dân, lại có cơ hội thuận tiện cho người ngoài lợi dụng. Cho nên, mặc dầu trẫm hết sức đau đớn nghĩ tới công lao liệt thánh vào sinh ra tử trong gần 400 năm, để mở mang giang sơn đất nước từ Thuận Hóa đến Hà Tiên, mặc dầu trẫm rất bùi ngùi cho nỗi làm vua 20 năm, mới gần gũi quốc dân được mấy tháng, chưa làm được điều gì có ích lợi cho quốc dân như lòng trẫm muốn. Trẫm cũng quả quyết thoái vị để nhường quyền điều khiển quốc dân lại cho một chính phủ Cộng Hòa. Trong khi trao quyền cho chính phủ mới, trẫm chỉ có mong ước ba điều sau đây. Thứ nhất, đối với tôn miếu và lăng tẩm của liệt thánh, chính phủ mới xử trí thế nào cho có sự thể. Thứ hai,
đối với các đảng phái đã từng phấn đấu cho nền độc lập quốc gia nhưng không đi sát phong trào dân chúng. Trẫm mong chính phủ sẽ lấy sự ôn hòa xử trí để những phần tử ấy cũng có thể dự vào sự kiến thiết quốc gia và tỏ rằng chính phủ Dân chủ Cộng hòa nước ta đã xây đắp trên sự đoàn kết của toàn thể quốc dân. Thứ ba, đối với quốc dân, chấm khuyên hết tất cả các giai cấp, các đảng phái, cho tới các người hoàng tộc cũng vậy, đều hợp nhất mà triệt để ủng hộ chính phủ dân chủ, giữ vững nền độc lập của nước, chứ đừng vì lòng quyến luyến chấm sau 20 năm ngai vàng bệ ngọc đã biết bao ngậm đắng nuốt cay. Từ nay, chấm lấy làm vui được làm dân tự do của một nước độc lập, chứ chấm nhất quyết không để cho ai lợi dụng danh nghĩa của chấm hay của hoàng gia mà lung lạc quốc dân nữa. Việt Nam độc lập muôn năm, Dân chủ Cộng hòa muôn năm, Khâm Thử phụng ngự ký Bảo Đại. Kính thưa quý vị khán thính giả, sau kỳ phát thanh hôm nay, bài biên tập chúng tôi đã hoàn tất để gửi đến quý vị phần đầu chương 3 của thiền thứ 3. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả kỳ tới với phần cuối chương 3 và chương 4 thiền thứ 3, lịch sử đấu tranh cận đại 1927-1954, Việt Nam Quốc dân đảng do Việt dân Hoàng Văn Đào biên khảo. Xin kính chào tạm biệt và cầu chúc quý vị khán thính giả cùng Bổ Quyến luôn hạnh phúc, may mắn và an lành trong cuộc sống. Vì tổ quốc quê hương bao lớp trai lên đường, tình tổ quốc quê hương quyền trong máu xưa. Chiến sĩ can trường cùng một lòng quyết chiến quân thù, thật hào hùng hồi chuông Yên Bái vang xa muôn trùng. Cờ đại nghĩa tung bay trên núi cao sông dài, vì tổ quốc lâm nguy tình riêng xa chi. Khi tiết anh hùng dòng là hồng đứng trước quân thù, chẳng ngày ngùng ngày tan Yên Bái nửa non vì hùng. Chết vì tổ quốc hay chết vinh quang, lòng ta sung sướng chi ta nhẹ nhàng. Máu hồng Việt quốc đã thắm quê hương, Việt Nam vạn tuế màu vàng phát trường. Không thành công thì cũng thành nhân, chống quân thù bảo quân an dân. Không thành công, không thành công thì cũng thành nhân, thì cũng thành nhân là năm thứ tiên những anh hùng thì quân phong thần. Chiến sĩ can trường cùng một lòng quyết chiến quân thù, thật hào hùng hồi chuông Yên Bái vang xa muôn trùng. Cờ đại nghĩa tung bay trên núi cao sông dài, vì tổ quốc lâm nguy tình riêng xa chi. Khi tiết anh hùng dòng là hồng đứng trước quân thù, chẳng ngày ngùng ngày tan Yên Bái nửa non vì hùng. Chết vì tổ quốc cái chết vinh quang, lòng ta sung sướng chi ta nhẹ nhàng. Máu hồng Việt quốc đã thắm quê hương, Việt Nam vạn tuế màu vàng phát trường. Không thành công.